Xin chào toàn thể quý anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của trường Authentic. Thì buổi tối ngày hôm nay em lên đây gửi đến cho bác một cái lô sản phẩm đồng hồ, và đây là cái chiếc video phải gọi là cuối cùng của tháng hôm nay ngày 31 tháng 10. Đấy thì em cũng lên đây gửi đến cho bác một cái lô sản phẩm đồng hồ và gửi đến cho bác những cái mức giá nó tốt nhất. Thì các bác cùng đón chờ xem nhé. Thì tất cả những cái chiếc đồng hồ ngày hôm nay, chỉ riêng cái chiếc Seiko này thôi, thì nó là tình trạng hàng nó lướt, còn lại thì toàn bộ là hàng mới 100% đầy đủ hộp sổ. Hàng lướt này cũng sẽ có đầy đủ hộp sổ các bác nhá, các bác lưu ý nó chỉ là hàng lướt thôi, còn lại tình trạng của nó vẫn là full bốc đó. Rồi chiếc đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho bác thì em cũng đi đến cái chiếc hàng lướt này luôn đi. Chiếc này nó sẽ có mã hiệu của em này, để cho các bác tra cứu ở trên Google, đó chính là SRX075. Thì cái chiếc đây là một trong những phiên bản Seiko đời cao, và giá hiện tại em đang gửi đến cho bác mức giá của chiếc này là 13 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản SRX075 này. Đó thì 13 triệu 500 nghìn đồng, thì nếu như các bác so sánh với mức giá ngày trước rơi vào đâu đấy tầm đầu năm nay, thì nó sẽ rơi vào đâu đấy những phiên bản màu xanh này, rồi màu đen, rồi màu đỏ, nó cũng rơi vào đâu đấy tầm trên dưới 20 triệu cho phiên bản này. Đấy là hàng xách tay nhá. Đó, nhưng mà đợt này thì em về được cho bác những phiên bản hàng lướt, giá của nó cực kỳ tốt. Có một cái phiên bản màu đen mà em về giá thành của nó chỉ có là 12 triệu hơn, 12 triệu rưỡi, tầm 12 triệu rưỡi thôi. Đấy, nhưng mà đợt này thì giá của cái chiếc này là 13 triệu rưỡi. Đây là phiên bản nó tình trạng của nó đẹp hơn khá là nhiều. Đó, và cái chiếc này thì nó mang cho mình một cái kiểu dáng thiết kế mặt vần lá phong vô cùng đặc trưng của cái dòng Seiko Preset này. Đó, rồi chúng ta sẽ đi sâu vào thiết kế của chiếc này nhá. Thiết kế 3 kim một ô lịch. Đấy, và vân, các bác có thể thấy là cái vân của nó này. Đấy, vân gu ni trên làm dập nổi nhá. Và cái phiên bản này là nó mang một cái phong cách kiểu dáng vân lá phong. Nếu như các bác để ý kỹ này, đấy từng cái vân của nó sẽ mang một cái biểu tượng cái lá đấy. Đấy, người ta gọi là vân lá phong. Đó, và cái chiếc này thì nó sẽ có một cái điểm nhấn về cái phần kim dây, nó được làm với một cái tông màu xanh. Đấy, màu xanh nhá. Và nó sẽ có hiệu ứng sáng tối trên cái kim này luôn. Đấy, các bác có thể thấy khi mà em rọi đèn vào thì nó sẽ có một cái màu xanh nhìn trông rất là rõ rệt như thế này, nhưng mà khi các bác nhìn thẳng, đấy, nhìn trực diện vào mà không có ánh sáng tự nhiên thì nó sẽ cho ra một cái màu đen, đấy, màu đen của kim dây nhé. Đó, rồi chiếc này thì phần kim cọc của nó là kim cọc sờ kẻ vạch, đấy, được làm khá là thanh mảnh, nhìn nó khá là sắc nét, các bác có thể thấy này. Đấy, những chi tiết làm phần kim cọc của nhà Seiko thì chúng ta không cần phải bàn cãi rồi. Đấy, phần kim cọc của nó làm cực kỳ sắc nét như thế này. Đó, và trên phần thân kim, giờ kim phút và các chấm điểm của các múi giờ thì đều có dạ quang nhé. Đấy, em sẽ cho các bác xem dạ quang này. Đấy, đặc biệt thì đây là dòng Seiko đời cao, cho nên là về dạ quang chiếc này thì Seiko làm nó rất là trau chuốt, cho nên là về phần dạ quang của nó thì cực kỳ sáng rồi. Đấy, soi một chút thôi là dạ quang của nó đã sáng như thế này rồi ha. Đó, một dòng chữ Seiko được đặt ở 12 giờ, dòng chữ Preset Automatic đấy, được đặt ở hướng góc 6 giờ nhé. Và check xuống dưới một chút thì nó sẽ có một dòng chữ Japan và đồng máy 6R35, tần số dao động là 28.800, độ tích có tầm 40 giờ phiên bản này. Đấy, rồi ở đây thì sẽ có một cái nấm chỉnh có logo chữ S đấy, ở hướng góc 3 giờ nhé, đầy đủ những chức năng như là lên có tay, dừng kim dây khi chỉnh giờ. Đó, nếu mà để mà nói về cỗ máy 6R35 thì chúng ta không còn lo nghĩ gì nhiều, tại vì đây là một trong những cỗ máy mà trong tầm giá phân khúc này thì em nghĩ là đây là một cái cỗ máy quá là ngon đi để mà so sánh với những cái phiên bản từ những thương hiệu khác. Đó, rồi chiếc này thì nó sẽ có phần thân vỏ được phay bóng và phay xước, tạo nên cái độ khỏe khoắn nhất định cho chiếc đồng hồ, và nó sẽ có một cái bộ dây thép đúc đặc nhé. Đấy, 2 sợi chỉ phay bóng và 3 sợi chỉ phay xước, và cái độ bắt sáng của bộ dây này cực kỳ tốt. Đó, rồi chiếc này thì nó sẽ có một cái kích thước xe mặt của em này rơi vào đâu đấy tầm 39, sẽ phù hợp với cổ tay của anh em đâu đấy trên dưới 16, anh em đều những chiếc này sẽ vô cùng hợp lý. Em sẽ lên tay thử cho các xem nhé. Đó, đây là cổ tay em, cổ tay 16 đeo trên mình chiếc này khá là đẹp này. Đó, và với cái phiên bản này thì nó cực kỳ sang, tại vì cái mặt đây của chiếc này nếu như các bác nhìn thì nó sẽ cực kỳ rõ đấy, nó rõ rõ lên cái phần vân phần viền của cái mặt đây này, thì cho nên là khi mà cái tông màu trắng mà nó hiện rõ cái vân lên ấy thì nó sẽ tạo một cái điểm nhấn đặc biệt cho cái chiếc đồng hồ này đấy. Cho nên là về cái phiên bản này đời cao thì người ta làm thiết kế nó
cực kỳ sắc nét như thế này ha. Đó, chiếc này thì ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần đáy hở nhá. Đấy, các bác có thể thấy ở đây thì nó sẽ có là số chân kính của chiếc này 24 24 chân kính, phiên bản nhận nội địa có chứng nhận chống từ này. Đấy, stainless steel, số serial number của chiếc này. Đấy, và ở đây thì độ chống nước chiếc này khá là cao, 100 m nước, các bác có thể thoải mái đi mưa rửa tay. Đấy, cơ bản. Và nhưng mà đối với bản thân em thấy thì những cái chiếc đồng hồ này thì nó làm vật trang sức thì anh em nên hạn chế tắm rửa nhé, hoặc là đi mưa thì chẳng may có trong quá trình mà anh em đi mà anh em đang đeo mà vô tình mưa thì anh em mà mới để thôi, còn lại đồ trang sức thì em khuyên là anh em không nên, đấy, không nên dầm mưa quá nhiều, đấy thì nó sẽ kiểu nó sẽ bám bẩn vào cái chiếc đồng hồ chúng ta. Đó rồi, 13 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản này nhé. Các bạn nào quan tâm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với em về phiên bản này. Những phiên bản này thì đợt này thì em săn về được với giá tốt thì các bác nhanh tay, tại vì những phiên bản này thì nó hiếm trên thị trường. Thế đợt này thì nó em săn được Nhật về có nhiều màu, cho nên là có màu đỏ thì em về thì em bán rồi, còn lại thì có màu trắng và màu đen. Đấy rồi, chiếc tiếp theo mà em muốn gửi đến cho bác đây là một phiên bản máy pin đi, một phiên bản pin lì. Chiếc này thì cũng khá là lâu rồi em chưa giới thiệu đến cho bác. Chiếc này là phiên bản máy pin thôi, đấy, máy pin Bentley nhá. Phiên bản này thì giá thành hiện tại của chiếc này em đang gửi đến cho bác mức giá của nó là 2 triệu 600 nghìn đồng. Thì chiếc này thì nó sẽ có mã hiệu của nó là BL 1865 gạch 30 MWNN. Thì cái phiên bản này thì nó sẽ giống với kiểu dáng thiết kế của những dòng Orange Cinnamon Gen 5. Đấy, dòng Orange Cinnamon ấy. Nếu như các bác để ý thì nó sẽ có một cái ô báo giờ ngày giờ đêm được đặt ở hướng góc 6 giờ này. Rồi ở đây thì nó sẽ có một cái và ô báo lịch thứ nhá, sắp ô báo lịch thứ, còn đây là báo lịch ngày. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là dòng chữ Bentley 1948 này. Đó, và nó sẽ có chứng nhận sapphire được đặt ở hướng góc 6 giờ, được ghi trên mặt dial luôn. Với một cái tông màu xanh khá là đẹp và khá là trẻ trung. Đấy, anh em có thể lựa chọn cho mình cái chiếc này đeo văn phòng công sở, anh em đeo rất là thoải mái, rất là nhẹ. Đấy, chiếc này thì nó sẽ có một kích thước size mặt của em này. Rồi vào rồi đấy tầm em đoán tầm 39 lúc. Chiếc này sẽ có size mặt của em này, rơi vào rồi đấy tầm 39.7 sẽ phù hợp với cổ tay của anh em đâu đấy trên dưới 16. Anh em lưu ý nhá, trên dưới 16. Cực kỳ đẹp như thế này nhá. Kính sapphire mà kính này nó còn là hơi cong nhẹ nữa, tạo nên một cái hiệu ứng cực kỳ là đẹp cho cái chiếc đồng hồ này. Đi kèm vào đấy thì sẽ có một cái bộ dây da dòng vân cá sấu màu xanh, một cái khóa đến từ thương hiệu Bentley. Còn ở phần đáy của nó thì sẽ có tem chống giả của Bộ Công an ha. Đấy, đây là cái hãng phân phối chính này. Đấy, tại thị trường Việt Nam cho nên là các bác đừng lo lắng. Đấy, chỉ có những bên nào mà có đăng ký hàng phân phối chính ngay tại Việt Nam thì mới có cái tem này thôi. Đó rồi, ở đây thì nó sẽ có độ chống nước là 30 mét nước nhá. Các bác đi mưa rửa tay cơ bản thôi. Nhưng mà dây da thì em khuyên là các bác đừng nên. Đấy, đi mưa hoặc là ngâm nước. Đó, rửa tay mà nhúng nước và dây da thì nó sẽ làm giảm tuổi thọ của dây da rất là nhiều. Đấy, rồi chứng nhận sapphire ha. Đó, Bentley. Đấy, giá của nó 2 triệu 6 thôi. Với phiên bản máy pin như thế này. Một thiết kế cực kỳ đẹp, một em phải gọi là một thiết kế máy cơ, nhưng mà một thiết kế mang thưởng của những phong cách máy cơ, nhưng mà nó là một bản máy pin rất là tiện lợi và nó rất là nhẹ. Đấy, nhỏ gọn nhẹ, anh em đeo rất thoải mái. Rồi tiếp theo đây một phiên bản đến từ nhà Citizen. Chiếc này thì đợt này thì em sẽ siêu giảm với bác mức giá của nó cực kỳ tốt. Chiếc với một phong cách 3 kim một lịch đến từ nhà Citizen. Chiếc này thì nó sẽ có mã hiệu của nó là NP1050-59A, giá niêm yết của hãng là 77.000 yên. 77.000 yên nhá. Vị trí ra tiền Việt Nam nếu mà tính cả thuế công vận chuyển nó rơi vào đâu đấy tầm gần 90.000 yên. Đấy, trên dưới 17 triệu cho phiên bản này. Đấy, nhưng mà nếu như các bác mua tại bên em thì giá thành hiện tại của nó em đang giảm xuống mức giá của nó là 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi thì để mà nói thì ngày trước thì em bán mức giá của những chiếc Citizen này giá nó cực kỳ khó xuống. Nó cứ rơi vào đâu đấy tầm giá tầm 9 triệu rưỡi cho đến 9 triệu 7 ở phiên bản này. Đấy, nhưng mà đợt này thì cũng cuối tháng rồi và em cũng biết rằng là kinh tế của anh em khó khăn, cho nên là em cũng muốn sale giảm cho anh em với chiếc NB1050 này, giá của nó 8 triệu rưỡi.
8,5 triệu mới 100%. Đó rồi, phiên bản này thì nó sẽ có một cái mặt dial của nó, mặt dial màu trắng nhá, thiết kế 3 kim một lịch. Rồi ở đây thì nó sẽ có kim cọc sợi kẻ vạch và nó sẽ có dạ quang trên phần kim cọc của chiếc này. Đấy, nó sẽ cho các bác xem. Dạ quang của Citizen thì em cũng đánh giá khá là cao, tại vì đây là một trong những phiên bản đời cao với đầu máy 9011. Thì đối với những phiên bản máy đời cao như thế này thì nó đã rất trau chuốt về cái thiết kế và kể cả phần cỗ máy của nó cũng đã cực kỳ ngon rồi. Cho nên là về cái tầm giá em nghĩ là 8 triệu rưỡi thì các bác cũng có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà để mà nói mà ngon nhất thì em vẫn đánh giá, để mà lựa chọn thì em vẫn đánh giá chiếc này. Đấy, với một kích thước xe mặt dễ đeo này, nó rơi vào đâu đấy tầm 38 thôi. 38 thì rất là phù hợp với đại đa số cổ tay của anh em Việt Nam. Đó, mà cỗ máy ngon mà thiết kế của nó cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc nét như thế này thì em nghĩ rằng là đây là một sự lựa chọn nó không hề tồi. Đấy, bản nhật nội địa nhé. Đây, em sẽ cho các bác xem. Nhiều anh em bảo rằng là cái chữ phiên bản Made in Japan nó lại không nhìn thấy rõ, tại vì cái chữ Made in Japan nó cực kỳ nhỏ và cái đầu máy của nó cũng được ghi ở dưới phần hướng góc 6 giờ như thế này. Thế nên nó cực kỳ nhỏ thôi. Nên là nếu như anh em nhìn mắt thường thì anh em phải mắt nào tinh lắm. Thế thì anh em mới thấy, còn lại thì đa phần thì em đều dùng thiết bị để em zoom lên cho các bác xem như thế này thôi. Đó, 9011 nhá, và đợi và phiên bản Made in Japan, phiên bản nhật nội địa. Đấy rồi, phiên bản này thì sẽ có một cái bộ dây thép được phay xước toàn bộ, và cái bộ dây này nó bắt sáng nó cực kỳ tốt này. Các bác có thể thấy về độ bắt sáng của chiếc này. Đó. Rồi, có một cái ưu điểm nữa của cái phiên bản này thì nó sẽ có công nghệ chứng nhận phủ Duratech. Đây là cái công nghệ phủ gia tăng độ cứng cho cái phần thân vỏ của chiếc này. Đấy, thì cái công nghệ này thì nếu như các bác chưa hiểu rõ về cái công nghệ này thì về những phiên bản mà có phủ Duratech thì nó sẽ có một cái ưu điểm là nó sẽ vỏ thân phần thân vỏ của nó sẽ cứng hơn những phiên bản khác rất là nhiều. Đó, về cái công nghệ này thì nó sẽ chống nếu như anh em làm rơi ấy, thì nó sẽ có độ bền và độ cứng nhất định. Đấy, nó sẽ cứng hơn những phiên bản thép nguyên bản 316L. Đấy, và nó không phủ. Đó, thì cái phiên bản này thì nó sẽ có phần gia tăng độ cứng phần thân vỏ cực kỳ là nhiều, cho nên là các bác nếu như mua chiếc này thì nó sẽ có rất là nhiều ưu điểm để anh em có thể đánh giá chiếc đồng hồ này, và sự lựa chọn của nó là gọi là đạt đến vị trí đầu bảng cho cái tầm giá này. Đó rồi, chiếc này thì nó sẽ có phần mặt đáy, em rất là thích cái phần búa văng của chiếc này. Các bác có thể thấy phần búa văng làm rất là trau chuốt và tỉ mỉ, và thiết kế của cái phần búa văng của nó cũng cực kỳ đẹp. Đó, đầu máy 9011, tần số dao động 28.800, đó, 24 20 dân kính nhá, độ chống nước là 100 m nước này, chứng nhận phủ Duratech này, số serial number của chiếc này, chứng nhận sapphire crystal. Đó rồi, một cái tầm giá 8 triệu rưỡi các bác đã sở hữu được em này rồi. Các bác đã quan tâm về chiếc này, các bác có thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Đây là chiếc thứ ba mà em muốn giới thiệu cho các bác. Tiếp đến, đây là một phiên bản máy cơ mà trong tầm giá đâu đấy loanh quanh 3 triệu là các bác đã sở hữu em này rồi. Chiếc này thì ngày trước em đang bán với mức giá của nó là 3 triệu tư. Đấy, 3 triệu tư, nhưng mà cuối tháng thì em giảm đến xuống cho các bác mức giá của nó bằng một chiếc NIF 79Z1 thôi, 3 triệu mốt phiên bản này. Đấy, chỉ có 3 triệu mốt thôi. Thì phiên bản Seiko 5 này thì nó mang một cái phong cách thể thao nhất định, tại vì nếu như các bác để ý thì cái viền bezel bên ngoài của nó sẽ đánh số tự nhiên. Đấy, thì với cái viền bezel bên ngoài như thế này thì các bác sẽ thấy, nên tưởng ngay đến những cái dòng mà dòng Seiko 5 Sport ấy. Đấy, những phiên bản dòng Seiko 5 Sport mà nó có cái viền bezel bên ngoài cực kỳ to bản đấy, thì nó sẽ gần như là sẽ đánh số tự nhiên. Đó, còn về cái phiên bản này, đây là một dòng Seiko 5 thông thường thôi, nhưng mà về cái thiết kế của chiếc này mang một cái phong cách khá là khỏe khoắn và thể thao. Đấy, với thiết kế 3 kim một ô lịch kép này. Đấy, một dòng logo thương hiệu Seiko 5, rồi ở đây thì có ghi cái độ chống nước là 50 m nước ở trên mặt dial automatic, và số chân kính là 21 chân kính nhé. Chiếc này thì phiên bản quốc tế thôi. Đấy, phiên bản quốc tế 7S26, một cái đầu máy phải gọi là cơ bản nhất đến từ nhà Seiko. Đấy, với tần số dao động là 21.600, độ tích cực tầm 40 giờ. Đấy, và cái phiên bản này thì nó sẽ không có hỗ trợ nên có tay dừng kim dây khi chỉnh giờ. Nhưng để mà nói trong tầm giá đâu đấy tầm 3 triệu mốt thì em nghĩ rằng là đây là một cái chiếc đồng hồ cơ quá là ngon. Tại vì rất là nhiều anh em
Bảo em rằng là máy cơ sao ngày trước em bán NX79Z1 có 3 triệu mốt. Bảo là sao, vì sao máy cơ nó lại tầm 3 triệu này nó lại có. Đấy, thật sự với các bác thì em có order hàng xách tay thì chắc chắn hàng xách tay nó phải rẻ hơn là hàng của hãng rồi. Cho nên là về cái tầm giá của nó em đã tối ưu rồi. Đấy thì với một mức giá nó quá là rẻ, tầm 3 triệu thì anh em đã sở hữu được máy cơ, thì em nghĩ rằng là đây là một trong những cái ưu điểm mà khi mà các bác mua hàng xách tay các bác sẽ được lợi về giá rất là nhiều. Đấy, và chế độ hậu mãi của bên em cũng rất là tốt, bảo hành 5 năm. Một năm đầu tiên thì sẽ miễn phí hoàn toàn tất cả những chi phí về lỗi máy và lỗi người dùng. Đấy, kể từ năm thứ hai thì bên em sẽ hỗ trợ 50% chi phí bảo dưỡng cho bác. Cho nên là các bác được bảo hành 5 năm thì em nghĩ rằng là không còn gì bằng. Đấy, nếu như mà các bác mua ở bên tại cửa hàng của em, và nếu như các bác đã kiếm những cửa hàng uy tín khác cũng được, không vấn đề gì, nhưng mà quan trọng là cái uy tín của bên em nó như thế nào. Đấy, bên em về chế độ hậu mãi về sau như thế nào thôi, đến cho các bác thôi, còn lại thì các bác mua ở bên nào uy tín cũng được đó. Rồi chiếc này thì sẽ có mã hiệu của em, này chính là SNKE này 03KC, và giá niêm yết của hãng đang là rơi vào đâu đấy những phiên bản này tầm trên dưới 6 triệu phiên bản này. Đấy, nhưng đợt này em gửi đến cho bác mức giá của nó là 3 triệu mốt, rẻ hơn phân nửa đó. Rồi chiếc này thì nó sẽ có một kích thước size mặt của em này rơi vào đâu đấy tầm 36.5, sẽ phù hợp với cổ tay của anh em đâu đấy tầm 10 năm là anh em đã đeo được chiếc này rồi. Em lưu ý nhé, tầm 10 năm là anh em đeo được chiếc này rồi. Đấy, còn tầm 16.5 anh em nên cân nhắc, tại vì nó hơi to. Đấy, tầm 36.5 thì anh em đeo thoải mái, cổ tay tầm 16 anh em đeo vẫn thoải mái nhé. Đấy, tại vì kiểu dáng thiết kế của chiếc này kiểu dáng sport, đấy, kiểu dáng hơi thiên hướng thể thao, cho nên là nó đeo khi mà anh em đeo thì nó sẽ khá là chắc tay, nhìn khá là mạnh khỏe khoắn. Cho nên là tầm cổ tay 16 anh em đã đeo được, vẫn có thể đeo được chiếc này nhé. Đó, rồi chiếc này thì nó sẽ có một cái phần thân vỏ được mạ và mạ PVD màu đen. Đấy, màu đen nhé, cực kỳ đẹp như thế này. Đấy, một bộ dây thép cuộn. Dây thép cuộn thì nó sẽ có ưu điểm là nhẹ. Đấy, nhẹ cho anh em. Bộ dây thép cuộn nhé. Ở đây thì sẽ có một cái khóa đến từ thương hiệu Soco này. Đấy, phần đáy của chiếc này ghi những thông tin cơ bản như số serial number của chiếc này này. Đấy, rồi độ chống nước của chiếc này rơi vào đâu đấy tầm 50 mét nước, 53 nhé. Moment Japan. Đó, số chân kính 21 chân kính. Đó, rồi 3 triệu mốt cho phiên bản này. Lần này thì em giảm giá cho bác cực kỳ sâu, về những phiên bản này giảm đâu đấy tầm 300-400. Có phiên bản Zen này em phải gọi là giảm cực kỳ sâu luôn. Đấy, giá em nhập vào cũng cao mà em giảm cũng nhiều. Đợt này em giảm rất là nhiều, tại vì nếu như các bác theo dõi em nhiều thì phiên bản Zen này thì ngày trước đến giờ em bán giữ giá, em bán tầm 9 triệu rưỡi, xong rồi em giảm xuống lâu lắm rồi em mới giảm xuống 8 triệu 9. Nhưng mà ngày hôm nay thì em gửi đến cho bác mức giá của nó 8 triệu rưỡi rồi. Quá là rẻ đúng không các bác? Đó, rồi tiếp đến đây là phiên bản đến từ thương hiệu Citizen. Chiếc này sẽ có một cái mã hiệu của em này, đó chính là NB1045 gạch 16W. Giá niêm yết của hãng là 82,5 nghìn yên. Nó còn cao hơn cả cái phiên bản Citizen dây thép này nữa. Đó. Nhưng mà về giá thành mà em order về được thì nó lại cực kỳ sốc. Giá thành của em này hiện tại em đang gửi đến cho bác mức giá của chiếc này chỉ có là 6 triệu 8 thôi. Chứ 6 triệu 8 thôi. Mà trang bị và thiết kế của chiếc này nó quá là đẹp. Đó, nó quá là đẹp với một cái tông màu nó cực kỳ lạ, với một tông màu nâu. Đó, chiếc này thì nếu như tính giá của hãng rơi vào đâu đấy tầm trên dưới 18 triệu cho phiên bản này. Đấy, nhưng mà về khi mà về Việt Nam thì em gửi đến cho bác mức giá của nó chỉ có là 6 triệu 8 thôi. 6 triệu 8 thì em nghĩ rằng là đây là một cái mức giá nó quá là tốt, nó quá là rẻ đi. Tại vì các bác có thể thấy ở dưới đây là phiên bản nhập nội địa này, và đầu máy của nó là đầu máy 9011. Nó bằng với cái đầu máy Cygen này. Đấy, nhưng mà mức giá của nó chênh lệch hơn rất là nhiều, tiết kiệm hơn được cho các bác đâu đấy tầm gần 2 triệu. Đấy, hơn 2 triệu, hơn 2 triệu phiên bản này. Đó, tiết kiệm hơn cho các bác rất là nhiều nhá. Đó, rồi ở đây thì nó sẽ có một cái tông màu mặt của nó tông màu nâu. Thiết kế kim cọc của nó cũng được mạ vàng hồng PVD này, rồi phần kim cọc mà được làm thanh mài các bác nhá. Đó, về độ bắt sáng thì chúng ta khỏi bàn rồi, độ phát sáng cực kỳ tốt. Rồi chiếc này thì nó sẽ là một phiên bản Mỹ Japan, phiên bản nhập nội địa, có một cái thiết kế khá là cơ bản và có hiệu ứng chạy tia trên mặt đây của chiếc này. Kính này kính sapphire nguyên khối nhá. Đó, rồi ở đây thì phần thân vỏ của nó thì được phay bóng và phay xước đan xen nhau.
Đấy, viền bezel bên ngoài của nó cũng sẽ được mạ vàng hồng PVD nhé. À, đi kèm vào đấy thì nó sẽ có cho mình ở đây, đó chính là một bộ dây da. Dây da với dập vân K6 và một cái khóa thông minh đến từ thương hiệu Citizen này. Đó, ở đây thì phần mặt đáy của chiếc này có ghi những thông tin cơ bản như là Citizen này, stainless steel này, đầu máy sapphire. Rồi ở đây thì sẽ có số serial number của chiếc này, phiên bản Made in Japan, phiên bản nội địa và độ chống nước chiếc này khá là cao, 100 m nước. Chiếc này thì sẽ có số chân kính là 24, 24 chân kính. Đấy rồi, em sẽ đeo kích thước size mặt để lên tay thử cho bác về phiên bản này. Phiên bản này thì nó sẽ có một kích thước size mặt của em này rơi vào đâu đấy tầm 41, 41.2, 41 nhé. Đấy thì sẽ vừa với cổ tay của anh em đâu đấy, anh quanh trên 16 anh em mới đeo được chiếc này. Tại vì cái mặt đây của chiếc này khá là to. Đấy thì tầm 16.5 thì anh em đeo 16.5 hoặc là 17 anh em đeo những chiếc này sẽ đẹp nhất. Đó, còn đối với bản thân em thì khi mà đeo lên mình chiếc này thì nó sẽ hơi to một chút. Đấy, để mà nói đeo phong cách thời trang thì tầm 16 anh em sẽ đeo hơi to một chút. Còn để mà nói đeo đẹp nhất thì tầm 16.5 đến 17 anh em đeo đẹp nhất chiếc này nhá. Đó rồi, giá thành hiện tại là 6 triệu 8 cái phiên bản này. Đây là mức giá nó không tưởng cho một cái đầu máy 9011. Đây một cái cỗ máy nó quá là ngon trong cái phân khúc giá đi. Đó, để mà nói thì phiên bản dây da mà đầu máy 9011 thì đây là sự lựa chọn hàng đầu về giá lẫn thiết kế. Tại vì thiết kế của chiếc này em đã bán được cũng khá là nhiều về cái chiếc này rồi. Đấy, vì cái thiết kế của chiếc này em đang bán khá là chạy. Đó rồi, tiếp theo đây là một phiên bản cực kỳ ngon, phiên bản cuối cùng cho video ngày hôm nay. Ở đây là một phiên bản Oresta và chiếc này em cũng đã review rất là nhiều lần cho bác rồi. Nhưng mà đợt này thì giá thành của em này đang xuống rất là rẻ cho nên em cũng muốn đao xuống cho bác một chút. Đấy, để nói chung là gần như là gần sát giá vốn rồi. Em chỉ lấy công nhập về thôi, còn lại thì nếu như các bác để ý thì chiếc này hiện tại em đang gửi đến cho bác mức giá của nó là 6 triệu 950 nghìn đồng. Đấy, với một mức giá 6 triệu 9 chưa đến 7 triệu mà các bác đã sở hữu cho mình được một phiên bản Orenstar hở tim OpenHearth và có chi tiết mạ vàng hồng PVD như thế này thì em nghĩ rằng là đây là một cái sự lựa chọn quá là ngon với tầm giá. Đó rồi, chiếc này sẽ có một cái mặt đeo của nó là màu xám, đấy, màu xám lông chuột. Đấy, và nó sẽ có một cái hiệu ứng chạy tia trên mặt đeo của chiếc này. Đấy, phần kim cọc là kim cọc sợi kẻ vạch. Đó, và nó sẽ có phần kim giờ kim phút được làm theo kiểu dáng lưỡi kiếm vắt nhọn và nó sẽ có dạ quang nhé. Đây em sẽ cho các bác xem về phần dạ quang của chiếc này. Đấy, dạ quang của Orenstar thì em cũng đánh giá khá là cao. Tại vì Orenstar là một trong những dòng đời cao đến từ nhà Oren rồi. Đấy thì nó sẽ mang một cái sự trau chuốt nhất định. Đó, một sự trau chuốt nhất định cho về về cái thiết kế của những dòng Orenstar. Đó, cho nên là về phiên bản Orenstar thì em cũng không 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 còn lăn tăn gì khi mà em trải nghiệm và em nhập hàng về cho bác để gửi đến cho bác. Thì về những phiên bản này thì em cực kỳ tự tin để gửi đến cho bác những phiên bản như thế này. Đó, rồi chiếc này thì ở đây sẽ có là phiên bản nhận nội địa này, đầu máy F6R4, một đầu máy có đầy đủ chức năng như là lên có tay dừng kim dây khi chỉnh giờ và có độ tích coi của nó lên đến 50 giờ hơn 2 ngày nha các bác nhé. Phần kim cọc thì được mạ vàng hồng rogol cực kỳ đẹp như thế này. Đó rồi trang bị cho mình một cái khối kính sapphire nguyên khối chống trầy chống sức gần như là tuyệt đối. Phần thân vỏ thì được phay bóng và phay xước và càng lắc tua lắc của chiếc này tạo kiểu dáng khá là ôm tay nhé. Đó, đi kèm vào đấy thì một bộ dây da dập vân K6 màu đen này, một cái khóa thông minh đến từ thương hiệu Orenstar nhé. Còn ở đây thì nó sẽ có là Made in Japan phiên bản nhà nội địa, đầu máy F6R4, tần số dao động của nó rơi vào đâu đấy tầm 21.600 và độ tích có tầm 50 giờ. Đấy rồi Sapphire Crystal, chứng nhận Sapphire nhé, độ chống nước khá là cao, 100 m nước. Chiếc này thì nó sẽ có một kích thước size mặt của em này rơi vào đâu đấy tầm 39.3. 39.3 sẽ vừa với cổ tay của anh em đâu đấy trên dưới 16 anh em đeo được chiếc này. Tầm 15.5 là anh em đã đeo được chiếc này rồi. Đấy, còn anh em mà đâu đấy tầm 16.5 thì anh em vẫn đeo được, tầm 17 thì anh em nên cân nhắc nhé. Còn nếu mà anh em tầm 16.5 đến 15.5 anh em đeo thoải mái cho em chiếc này, tại vì đây là tầm 39.3 thì kích thước size mặt kích thước cổ tay của anh em tầm 15.5 đến 16.5 là anh em đeo được nhất. Đó rồi, chiếc này gửi đến cho các bác mức giá của nó là 6 triệu 950 nghìn đồng, chưa bao giờ rẻ như thế này. Đấy, Orenstar trước thì giá bán dây da phiên bản dây da thì cũng phải rơi vào đâu đấy tầm 7 triệu 9 cho đến 7 triệu 8.
Đó, nhưng mà đợt này thì nó quá là rẻ đi. Đồng hồ đợt này nó quá là rẻ, cho nên các bác nào mua được những sản phẩm như thế này đợt này thì nó là một trong những cái lợi thế cực kỳ lớn, tại vì chưa biết được rằng là cái thời điểm nào thì đồng hồ giá nó sẽ tăng. Để cho nên là nếu như các bác nào quan tâm về những cái mẫu sản phẩm này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với em qua số hotline 0969 77 822 để em tư vấn trực tiếp cho các bác về những cái mẫu sản phẩm này nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và nếu như thấy hay đừng tiếc cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để theo dõi những chiếc đồng hồ mới nhất từ bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.